Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đại Gaming. Lại là tiếp tục trải nghiệm season 19. Và trên màn hình anh em cũng đã thấy nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là nhân vật Summoner. Với việc sử dụng lưỡi hải tử thần làm skill chính nha anh em. Thì lần trước mình cũng đã có một video ngắn về việc trải nghiệm nhân vật Summoner ở season 19 theo dòng phép thuật, tức là sẽ đi theo dùng skill Firebeat, hay Việt Nam mình còn gọi là thả chỏ đấy anh em. Và thực sự lượng đám đem lại quả là thất vọng khi mà lượng đám DPS trên giây chỉ dao động vào khoảng 6 đến 8 triệu một giây. Và khả năng đi trên của em nó cũng cực kỳ tệ khi mà không thể đứng trụ nổi map ở tập cuối của season 19 chính là map Iceland. Và ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với nhân vật Summoner và đi theo đường nguyên rủa và sẽ sử dụng lưỡi hải tử thần làm skill chính để xem sức mạnh của em nó ở season 19 khi dùng skill này là mạnh hay không. Và em nó có thể đi trên ở mặt cuối với dòng nguyên rùa hay là vẫn là phế như vậy. Và để cho khách quan thì anh em cũng có thể thấy hôm nay mình sẽ té chân vật ở Summoner của chúng ta đi theo dòng nguyên rùa với lưỡi hải tử thần. Và mình sẽ khi mà đi trên thì mình sẽ sử dụng là con nhân vật mình sẽ sử dụng UR nha nhé. Mình sẽ UR rồi UR để làm tăng khả năng phòng thủ của em nó. Thì bây giờ anh em cũng có thể thấy lượng phòng thủ của em nó đã đạt đến gần 16.000 phòng thủ và mình sẽ sử dụng max speed. Ngoài ra mình cũng sẽ thêm cho em nó một cuốn sách Pliano cả 15 và khả Putnik và gần như là chuẩn bị tất tật mọi thứ từ đầu để đít để xem em nó có thể trụ nổi ở cái mập cuối hay không. Và trước khi mà đi tẹt mập cuối thì chúng ta hãy cùng tẹt đam em nó đối với dòng lưỡi hải tử thần. Và khi tẹt đam thì mình sẽ sử dụng sỏi vàng nhé, giống như cái video lần trước để cho nó công bằng một chút. Chứ không thì anh em lại bảo lại lần trước sử dụng sỏi vàng, lại lần này lại sử dụng UR. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tẹt đam em nó. Đầu tiên mình sẽ sử dụng skill thường của Master 800 Auto. Rồi, lượng đam lên dây là bao nhiêu? 10 triệu, 9 triệu, 9 triệu 1, 8 triệu 8. Nhìn hơn một chút so với sử dụng thả chó nhé mà. Và lượng max đam sẽ là 1 triệu 755 nghìn. 1 triệu 755. Và chưa max speed nhé em. Và lượng DPS trên dây sẽ là 7 triệu 6. So với 6 triệu hồi xưa thì cũng khá là ngon đấy nhé em. Tuy là lượng đám không được dày nhưng mà khả năng em nó quạt diện rồng thì khi đi trên khả năng rất là ổn. Mình sẽ để vào khoảng gần 1 phút để xem khả năng trên của em nó ra làm sao. DPS là bao nhiêu? Hiện tại là 45 giây rồi nhé em. 51 8 triệu nhé em. Sẽ dao động vào khoảng 8 triệu 57 giây này, 58 giây, 59 giây. Rồi 1 phút 8 triệu 8 triệu đam trên 1 giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi thay skill Master 5. Và hy vọng thì mình lượng đam em nó mang lại sẽ tốt hơn so với skill Master 800. Vô nhé. 1 triệu 796 nghìn. 1 triệu 796 nghìn. Hơn có 4.000 anh em ạ. Nhưng mà anh em để ý này, lượng DPS nó cũng ngang ngửa không khác gì nhau. Dù rằng là skill Master 5 sẽ kết hợp giữa bảo điện và skill lưỡi hải tử thần, nhưng mà lượng đam đem lại mình cảm giác nó còn thấp hơn cả so với skill Master 800 này anh em. 9.6. Dù rằng đam một hit là cao hơn 1.700. Hồi nãy là 700 mình anh em nhỉ, 747 nghìn đúng không? Bây giờ hiện tại 1.796 nghìn, hơn còn được mấy chục nghìn đam. Nhưng mà lượng đam DPS trên dây thì nó lại không bằng như nhé. Anh em để ý này, 9.5 triệu không thể lên nổi con số 10 triệu so với hồi nãy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tẹt em nó đối với mặt cuối. Trên đó là một cái bài tẹt cơ bản nhỏ nhỏ và chúng ta cũng đã có thể thấy được sự khác biệt của em nó khi giữa skill Master 800 và Master 5. Và anh em có để ý này, khi mà mình sử dụng skill book của Darknet Mastery thì lượng nguyên rùa, đam nguyên rùa của em nó mang lại là 130.000 anh em, 90.000 đam cộng thêm và 40.000 đam mắc đam. Nhưng mà lượng đam thì nó còn thấp hơn so với cái nhân vật đam vật lý có tổng ATK khoảng 30.000.
Và bây giờ mình sẽ đưa em nó đến map cuối cùng, chính là map Island. Và trước khi đi đến map Island thì mình cũng như nói ban đầu, mình sẽ đổi sang em nó sang con UR. Và hy vọng là mình sẽ có một kết quả tốt và em nó có thể trên được. Rồi, như vậy là mình vừa đưa em nó đến bãi Hotspot Win anh em. Chúng ta sẽ cùng tấn công dân vào. Chứ nếu đi vào chắc em nó lim luôn của anh em. Chúng ta sẽ cùng đi dân vào. Cái nổi không đây. Và khi mà kết hợp với Putnik và Killmaster 5 thì em nó cũng xem như là trên ổn anh em ạ. Úi úi, đi đuổi quá. Và rank của nó chỉ là rank 6 thôi nhé, nên chúng ta sẽ hạ rank xuống một chút. Mình cảm giác sẽ không ok bằng sử dụng skill master 800 rồi nhé. So với các cái nhân vật khác lần trước mình đã test giống như là Lemuria, RF, Red Fighter hay là thậm chí là GL, DK và DW, tuy rằng lượng đá không lớn nhưng mà khả năng đi trên của em nó cực kỳ khỏe. Nhưng mà nhân vật Summoner của chúng ta thì có vẻ là khá là yếu đuối và thọt hơn so với các nhân vật còn lại nha em ạ. Trời ơi, skill để làm skill ra để cho đẹp hay sao đấy nha em. Anh em nhìn kìa, vừa bảo điện, vừa lưỡi hải tử thần, nhưng mà lượng đám đem lại thì quá là thất vọng. Bây giờ mình sẽ đổi sang skill Master 800 xem nha em. Thậm chí còn trên ngon hơn đấy anh em ạ. Hai skill này mình cảm giác nó không chênh lệch quá nhiều. Ui ôi, cái đi nhặt đồ ấy là chết liền đấy anh em. Auto đi, auto, đừng chết. Hừ, uống máu quá nhiều anh em ạ. Đây mình đang đưa em nó đến giữa bài xem thử. Ôi ôi, quá là cực khổ anh em ạ. Mình sợ là khả năng chết bất kỳ lúc nào. Anh em để ý này, mình khảm khắc khế nên lượng đam thuộc tính mình nhận phải chỉ là 134. Nhưng mà lượng đam thương của mình phải nhận là đến 3500 máu một hit phải đánh. Trong khi tổng máu của mình chỉ có vào khoảng 9.700. Lượng đam nguyên rùa thì thôi rồi luôn nha nhé. Anh em để ý một điều là này, skill Master 800 lại có tổng đam nguyên rùa cộng thêm lớn hơn so với skill Master 5 nha nhé. À đâu, skill Master 5 vẫn lớn hơn anh em ạ. Phải không nhỉ? Có thể là do lag rồi nha. Rồi, nếu như mà anh em sau này đi theo dòng nguyên rùa để có thể đi trên, thì như anh em cũng đã thấy trên màn hình thì vẫn chấp nhận được anh em ạ. Khi mà có một team book thì nhân vật Summoner của chúng ta vẫn có thể đi trên với cái dòng này. Và đảm bảo là trên ngon hơn so với dòng thả chó rất là nhiều. Và nếu như mà anh em đi trên theo dòng này thì anh em nên tăng Master 5 ra làm sao? Thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em đào qua một chút. Đối với bảng Master 5 thì chúng ta sẽ có sự khác biệt nhé. Đối với Master 5 của khi mà anh em sử dụng skill nguyên rùa này, đây anh em để ý này, The Cycle of Anger, thì đối với cả cái thẻ mà màu blue, màu xanh nước biển thì anh em nên chọn cho mình là ở bên phải sẽ là tăng đam thấp nhất của nguyên rùa và tăng đam cao nhất của nguyên rùa nhé nhé, chứ không phải là đam phép thuật nữa. Và cả cái ô còn lại nó sẽ tương tự như đối và anh em cũng phải lấy nghĩ thẻ cánh thì là thẻ cánh tăng đam nguyên rùa và tăng phòng thủ, chứ không phải dùng thẻ cánh tăng đam phép thuật nhé nhé. Và đối với bên trái thì anh em cũng lưu ý, thì chúng ta đối với thẻ loại 3 thì anh em cũng lưu ý nên chọn là tăng đam nguyên rùa theo mỗi level. Còn gần như tất cả các thẻ còn lại sẽ là tương tự, ví dụ như là chúng ta sẽ lấy xuyên giáp, lấy đúc bồ đám, lấy cơ bích đám,
lấy Excel lần đam, lấy đam tăng thêm và lấy triple đam là sẽ tương tự nhé em. Và anh em lưu ý cho mình là nên đẩy cái NE tăng thêm cũng như là lượng nhanh nhẹn tăng thêm lên cao nhất có thể để chúng ta có nhiều pull hơn để tăng vào NE. Và anh em có thể ý, mình chưa tăng mắc nhưng mà lượng NE của mình có thể đạt được là khoảng 3900. Nếu như mà mình cộng thêm 120 điểm root và mình giảm stand xuống, mình đẩy hết vào N năng lượng thì chúng ta có thể đạt được là 4000 năng lượng nhé. Và lúc đó lượng đam chúng ta có thể nhìn hơn một chút so với bây giờ là sẽ rơi vào khoảng 1.800.000 đam. Nhưng mà đối với một con nhân vật phép thì mà có thể đi trên so với mặt bằng chung, thì khi mà chúng ta đi trên với Summoner với Disciple tức là nguyên rùa lửa hải tử thân thì vẫn là đi trên được nhé. Tuy rằng KDA nó sẽ không bằng đâu nhé, anh em để ý này, lượng KDA chúng ta mang là chỉ là 0.47, 0.48 mà thôi, nó ngang ngửa với DW. Nhưng mà DW của chúng ta sẽ giúp cho anh em thủ trâu hơn, đứng map tốt hơn khi mà chúng ta có thêm mana siêu. Khi mà anh em sử dụng Master 800 thì anh em mình có cảm giác là tốc độ ra skill nó nhanh hơn so với Master 5 nhé. Master 5 mình cảm giác nó vừa bảo điện vừa cải kia nên cảm giác nó chậm hơn anh em ạ. Đấy, đỡ rồi, chết rồi. Rồi. Rồi, trên đây là một cái video ngắn của mình về làm lại nhân vật Summoner đi theo dòng nguyên rùa. Và hy vọng là video này sẽ cung cấp cho anh em thêm một số thông tin đối với nhân vật Summoner. Và anh em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn để chọn dòng của Summoner đi theo anh em đi trên trong season 1 online season 19. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh, có thể giúp cho mình có thêm động lực. Ngoài ra anh em có thể ủng hộ mình bằng cách donate qua tài khoản Momo bằng mã QR đang hiện ở trên màn hình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.